Cập nhật thông tin báo chí nổi bật là nội dung tiếp theo của chương trình ngày mới. Trước tiên là thông tin đang được nhiều người quan tâm trên báo Dân Trí. Thưa quý vị, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày toàn dân tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc và luôn biết ơn sâu sắc đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những người con trung hiếu, anh dũng để đất nước được nở hoa độc lập. Theo báo Dân Trí, trong những năm qua, phong trào toàn dân đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp trong đời sống của toàn dân với nghĩa chính trị sâu sắc. Công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu và ngày càng được xã hội hóa cao. Các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, quỹ nghĩa tình đồng đội, chăm sóc con liệt sĩ mồ côi, đi tìm đồng đội, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ ngày càng thu hút sự tham gia của toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Bộ Quốc phòng còn có chương trình hợp tác quốc tế nhằm xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Với những người được hưởng ân huệ từ sự hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, những mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công càng nên thể hiện sự tri ân một cách trân trọng và thành kính. Trên tinh thần ấy, cần đồng lòng xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc là cách tốt nhất để gìn giữ hòa bình, nhằm thỏa lòng mong ước của Bác Hồ cùng hàng vạn anh linh liệt sĩ và lớp lớp các anh chị thương binh, bệnh binh. Ngân hàng Nhà nước đánh giá trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu đầu tư giảm, cầu tín dụng giảm, dẫn đến hàng hóa tồn kho tăng và ngân hàng thì thừa vốn. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài phân tích về thực trạng này. Theo Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và đang trên đà hồi phục, vấn đề ở đây là làm sao rót được nguồn tiền đó cho nền kinh tế. Vì thực tế đang có rất nhiều doanh nghiệp khát vốn, cần vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhưng lại khó tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là không thể cho vay một cách cẩu thả. Tất cả những tiêu chí về cho vay phải hết sức cẩn trọng, bởi rất nhiều doanh nghiệp hiện tại đang suy yếu và có độ rủi ro cao về kinh tế. Do đó, các ngân hàng phải cân nhắc khi cho vay vì sợ nợ xấu. Theo nhận định của tác giả bài viết, tình thế của các ngân hàng hiện nay là đang ôm một đống vốn và phải trả lãi đều cho người gửi tiền nhưng lại không cho vay được. Ngân hàng thừa thanh khoản nhưng mỏi mắt không tìm ra được khách hàng tốt để cho vay. Liên quan vụ chuyến bay giải cứu đang được xét xử trong thời gian nghị án một bức tâm thư có chữ ký của 71 cán bộ giáo viên thuộc trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội được gửi đến hội đồng xét xử, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thông tin đáng chú ý này đăng trên báo Tuổi Trẻ. Liên quan vụ chuyến bay giải cứu, theo cáo trạng, bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận hối lộ số tiền 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly người hồi hương. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ luật hình sự quy định nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Hà Nội đã đề nghị mức án cho bị cáo là 3-4 năm tù. Như vậy, với mức án đề xuất trên, đây đã là sự cân nhắc giảm nhẹ hình phạt ở mức rất sâu của Viện Kiểm sát. Báo Vietnamnet đưa tin, dân số Việt Nam đã đạt mức khoảng 100 triệu người và thuộc nhóm 15 nước đông dân nhất thế giới, nên Việt Nam có lợi thế lao động dồi dào, thị trường nội địa rộng lớn, nhưng cũng đang đối mặt tình trạng dân số già hóa thuộc hàng những nước nhanh nhất thế giới, thậm chí tốc độ này được ví như vũ bão. Và theo như phân tích của các chuyên gia về dân số, tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Trước hết, dân số già sẽ đi đôi với việc chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí trợ cấp, an sinh xã hội, trong khi thời gian để Việt Nam chuẩn bị thích ứng với dân số già ngắn hơn nhiều so với các nước khác, dẫn đến mức tích lũy của quốc gia không đáp ứng kịp nhu cầu của xã hội. Theo báo Vietnamnet, hiện nay đa phần người cao tuổi không có tích lũy vật chất, 70% vẫn phải làm việc kiếm sống, trong khi người cao tuổi rất dễ bị tổn thương với những rủi ro kinh tế xã hội khi con cái không có việc làm và cuộc sống ổn định. Ngoài ra, cơ cấu và mô hình bệnh tật người cao tuổi nước ta hiện nay đang thay đổi theo xu hướng bệnh không lây nhiễm. Các bệnh mãn tính như bệnh về xương khớp, hô hấp, tim mạch, cao huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa tăng nhanh, dẫn đến chi phí chăm sóc y tế rất cao và tất yếu tạo thêm áp lực quá tải cho các bệnh viện, vốn chưa được giải quyết dứt điểm. Những vấn đề này đòi hỏi cần phải xây dựng những chính sách phù hợp cho người cao tuổi để đối phó với việc dân số già hóa nhanh hơn dự báo.